Cảm ơn quý vị đã tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và đọc báo hàng ngày. Thưa anh Donald, nãy có câu hỏi cho anh đó. Rồi như vậy là có cái lễ tốt nghiệp cho các học sinh năm nay chắc tôi thấy... Dạ không có, tại vì có nhiều trường hiện giờ đó là cũng cancel mấy cái buổi lễ ra trường. Tại vì người ta không biết bao giờ mới xong. Vâng. Mà thường thường lễ ra trường là hay tổ chức vào khoảng tháng 5 và tháng 6 đúng không anh? Vâng. Thành ra bởi vậy thành ra mà bây giờ đã sắp sửa hết tháng 4 rồi. Vâng. Thành ra tôi không có nghĩ là năm nay những cái em ra trường sẽ dự lễ ra trường đâu. Mà những em ra trường năm nay á, lại được thêm một cái tên nữa. Thường thường ra trường thì Class of 2020, bây giờ thì là Class of COVID-19. Nghe ghê quá, nghe ghê quá. Người ta bảo là Class of COVID-19, tức là biết là lễ ra trường năm 2020. Thành ra nó impact rất là nhiều. Như quý vị biết là hiện giờ á, là cả nước Mỹ là hiện giờ có 1,102 college và đại học đã đóng cửa. Thì khi mà đóng cửa như vậy thì nó đóng cửa luôn cả cái lớp học và những người ở trong dorm cũng phải đi về luôn. Thành ra khi mà đi về như vậy thì sao? Thì create cái financial difficulty cho những cái em này. Tức là bây giờ là phải kiếm một chỗ ở. Kiếm chỗ ở chỗ ấy thành ra đủ thứ hết. Rồi ra trường cho những cái đứa em mà ra trường cho college phải đi tìm việc làm. Đó, thành ra nó cũng struggle, mà trong đó thì cứ học online. Thành ra bây giờ cũng chẳng biết làm sao. Thành ra rồi những cái em mà xong trung học sắp sửa vô college như tôi vừa nói trong cái phần trước, thì bây giờ người ta tuyển dụng vô, nhận vô như thế nào? Và thứ hai nữa là khi mà vô như vậy thì mấy trường đại học phải xét đơn như thế nào để cho nó công bằng. Đó, thành ra cái nhiều trường nó thành ra qua cái dịp này là mấy trường đại học có thể là người ta xem xét là cái cách mà nhận trường vô như thế nào, coi điểm SAT, rồi coi những cái điểm mà nếu mà trường không có SAT, mặc dù là có nhiều em bây giờ đã có cái giấy của mấy trường đại học trả lời là được nhận rồi, chứ không phải là chưa có đâu. Tức là có những nhiều người đã nhận được cái thư là được nhận rồi, nhưng mà có những người em nào mà hiện giờ chưa đủ giấy tờ thì sẽ phải vướng mắc những cái khó khăn trước mặt. Thành ra cái đó là điều mà nếu mà quý vị có con em đi học thì nên hỏi cái trường đại học như thế nào. Tại vì tôi biết là cái nhiều người, nhiều em có được nhận giấy để đi vô đi học lắm. Vâng, bây giờ mình qua cái chuyện tiền bạc một tí. Là hôm nay đó cái tờ Wall Street Journal đã cho biết là Mỹ đã chi hết cái kinh phí để dành cho hỗ trợ cái small business rồi đó quý vị. Cái vèo còn tiền mà phát cho mỗi một người mà có đóng thuế rồi những cái người khác nữa là 1,200, nó cũng đi rất nhanh. Và như anh Donald Trump nói là cái check mà đi trực tiếp vô bank account có nhiều người nhận được rồi, theo tôi biết. Còn những người mà họ cái gì đó cần phải có cái check đó, ví dụ như người lãnh SSI chẳng hạn cũng được hưởng, nhưng mà lãnh bằng check. Thì hoặc là nếu họ có account thì vô ngân hàng thì nó vô trực tiếp, người nào không có thì lãnh bằng check thì nó sẽ tới. Nhưng mà đấy thì thưa quý vị, thì số tiền này chương trình mà 2.000 tỷ đô la bay cái vèo hết rồi đấy. Toàn nước, toàn quốc mà nó đóng cửa hết. Mà theo Marco Rubio, chủ tịch một ủy ban chuyên trách của Thượng viện, xin phòng máy cho cái link số 7 đó, thì cái ông này đó là ông chủ tịch ủy ban, ông thượng nghị sĩ này đó, thì ông đăng trên Twitter rằng khoảng 10 tỷ USD nữa, 10 tỷ nữa mới phải có 10 tỷ nữa để chi trả chi phí cho các cái này cái kia. Đó. Kết quả là hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa đều phải đối mặt với một cái nhu cầu để tìm thêm kinh phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, theo như tờ báo Wall Street Journal viết như vậy. Cả hai đảng đều đang gợi ý với nhau để có thể rót thêm 250 tỷ USD kinh phí cho cái mục đích này, để giúp cho các cái small business. 320 tỷ đi cái vèo rồi quý vị, giờ cộng thêm 250 tỷ này nữa cũng chưa biết đủ hay không. Mà hiện giờ đó thì cả hai viện đều đang họp, đang nghỉ họp thì không biết làm sao đây. Thưa quý vị, thì bây giờ phía đảng Dân Chủ họ thế nào? Họ nói rằng họ đề xuất một dự luật là
Ngoài cái chuyện hỗ trợ cho small business, họ đề xuất một dự luật hỗ trợ 2.000 đồng mỗi tháng cho người dân Mỹ. Chà, cái này ở nhà lãnh 2.000 sướng quá. Theo dự luật do nghị sĩ đảng Dân Chủ Tim Ryan, thì là mỗi người Mỹ sẽ nhận thêm 2.000 đô la mỗi tháng ngoài khoản tiền hỗ trợ trực tiếp từ gói 2.2 tỷ đó đã được luật rồi đó, thành luật rồi đó. Thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Hạ viện nước này đã giới thiệu một dự luật hỗ trợ cho người dân Mỹ mỗi tháng 2.000 đô la cho tới khi nào nền kinh tế phục hồi. Chà, sướng nha. Thì cụ thể mỗi người dân Mỹ từ 16 tuổi trở lên có thu nhập dưới 130.000 USD một năm sẽ được nhận ít nhất là 2.000 đô la mỗi tháng. Mỗi cặp vợ chồng mà có thu nhập dưới 260.000 thì sẽ nhận được 4.000 mỗi tháng, và các gia đình có đủ điều kiện nhận thêm 500 đô la cho mỗi đứa con và tối đa là 1.500 đô la. Đó là cái tin tức mà nghe nó cũng sướng lỗ tai lắm ha quý vị. Rồi đấy, thành ra thôi mình ráng chờ đi, nước Mỹ giàu có quá rồi cho tiền dân xài ở không xài. Mời anh. Dạ, như quý vị biết là hôm cuộc báo họp báo vừa diễn ra ở Nhà Trắng tối hôm 15 tháng 4 thì ông Tổng thống Trump tuyên bố các chiến lược quyết liệt của chính phủ nhằm ngăn cản sự lây lan của virus corona mới đang phát huy có hiệu quả, tức là cái thuốc ngừa đó. Thì trong cái việc dẫn ca mới của COVID-19 New York và Detroit đang giảm xuống, ông Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch. Lãnh đạo Nhà Trắng này, tức là ông Trump, bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục đạt được những tiến triển lớn trong công tác diệt dịch. Theo đài BBC, dẫn lời Tổng thống Mỹ cho biết thêm, nước này đã thực hiện 3.3 triệu xét nghiệm COVID-19 cho người dân và sắp cho trình làng các công cụ xét nghiệm đáng kể. Và theo ông Trump, mặc dù cuộc chiến chống kẻ thù vô hình vẫn chưa được kết thúc, nhưng các diễn tiến tích cực khiến chính phủ Mỹ đã sẵn sàng hoàn tất các chỉ dẫn tái mở nền kinh tế dành cho các bang. Thì Nhà Trắng sẽ công bố các chỉ dẫn này nếu mà sau khi ông họp với các thống đốc trong các tiểu bang vào ngày hôm nay. Ông Trump từng mong muốn tái mở nền kinh tế đất nước vào ngày 11 tháng 5, song tại cuộc họp mới, ông khẳng định một số bang có thể sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để trở lại cuộc sống bình thường sớm hơn thời điểm trên, là ngay trong tháng 4 này. Và khi mà hỏi đến cái nỗi đe dọa của việc tái mở nền kinh tế quá sớm, thì ông Trump đáp vẫn có các trường hợp tử vong liên quan đến việc duy trì phong tỏa đất nước này, ông chưa có muốn làm lại. Thì ngoài cái đó chuyện đó ra đó, là ông nói là ông sẽ ngừng tài trợ cho tổ chức WHO và trong vòng 36 ngày ông suspend đó. Và trong cái buổi này, và nếu mà ông thấy dựa theo cái phòng thương mại Mỹ và chủ tịch bà Mỹ Nancy Pelosi đều tuyên bố lên án quyết định của Tổng thống là nguy hiểm và đe dọa những nỗ lực dập dịch của chính nước này và toàn thế giới, thì ông bảo là nếu mà cái quốc hội mà ngăn chặn ông thì ông sẽ đóng cửa quốc hội luôn. Và vì nhân cái dịp này mà những cái chuyện bổ nhiệm các phẩm phán và những cái chức vụ trong chính quyền nó bị delay lại tại vì coronavirus, thì ông bảo nếu mà ấy ông đóng cửa quốc hội. Vâng, thưa với vấn đề này nó cũng khó lắm quý vị ạ. Bây giờ đó mình nhìn qua một vài cái mô hình đi, để rồi cái gì cũng vậy, khi làm quyết định gì đó cũng phải quan sát trước cái nào nó hợp nó không hợp. Cái chuyện kinh tế một chuyện nó cũng khó khăn vô cùng. Đấy là bà Merkel ở bên Đức á, bà này hay nha, được người ta ca tụng ở chỗ nào, xin phòng máy cho cái liên số 9 á, để thấy rằng bà đã giải quyết cái tình hình mà Mỹ có thể nhìn vào đó để làm cái mẫu mực cho mình mà để áp dụng cũng được thôi. Hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ công bố cái bản guideline của ổng với các cố vấn kinh tế đó và các đại diện cho các bang đó, để mà làm cái guideline thôi, để rồi hướng dẫn cho các tiểu bang tùy theo cái tình hình địa phương mà dùng cái guideline đó để thi hành, chứ ông không có áp đặt. Thì bà Merkel làm thế nào? Thì trong nước Đức hiện nay đó, họ tạm thời họ cũng phẳng cái đường cong rồi, nhưng mà họ mở dần dần rồi, và họ mở những cái xí nghiệp nhỏ trước, những cái quán hàng cà phê, những cái gì mà nó ít có người quy tụ đó thì họ cho mở trước. Còn trường học họ chưa cho nha. Đấy, rồi phải đông quá sợ lắm. Chúng tôi đã đạt được điều gì đó không phải mặc nhiên đâu, nhưng mà chúng tôi đã có một cái ý nghĩ là mở chậm lại,
mở nhưng mà mở chậm thôi, và để giúp cho các bác sĩ và nhân viên y tế không bị quá tải, bởi vì nếu nó lây nhiễm quá thì mấy ông y tế bị quá tải liền. Mà cô nói những gì chúng tôi đạt được chỉ là thử và tạm thời, không hơn không kém. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, đó chỉ là cái sự thành công tạm thời và hết sức mong manh. Người dân Đức họ cũng có kỷ luật lắm. Và bà Thủ tướng thì bà thăm dò, bà cho ít từng lần, thì tôi thấy là bên Mỹ mình cũng nên áp dụng cái đó để cho mở lần. Chứ như nếu mà để bít quá thì mấy cái ông ở Michigan, mấy ông ra đường biểu tình chống thống đốc rồi này kia, ông tràn lan đó, nguy hiểm. Nhiều khi rồi cái chuyện mà nó xáo trộn bất ổn xã hội xảy ra nó còn nguy hiểm hơn cái dịch nữa, họ có thể đánh nhau giết nhau, đủ thứ chuyện. Đến đây thì chúng tôi đã hết giờ, và chúng tôi cảm ơn quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong một giờ vừa qua. Chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai với quý vị, với anh Daniel Trần. Dạ, thân ái kính chào. Trong hơi gió thoáng bóng quân Nam lướt đi.